trong nhóm của Long. Thì Long mới trêu con là cậu có yêu tớ không? Thế lúc đấy Long chỉ trêu thôi, tại vì cái tính của Long lúc đấy là hay thích trêu các bạn nữ ấy, tạo nét ấy. Vâng, tạo nét ạ. Vâng, thì lúc đấy con mới bảo với Long là dở hơi à, mất điện thoại còn trêu. Mà chính gia đình là người tác động cho bọn con đến hôn nhân nhanh hơn ấy. Là ai? Là mẹ chồng con. À, là bên gia đình chồng hả? Vâng, đến cái mức mà bình thường mà mọi người bảo là ở với nhà xưởng mà ở với mẹ chồng ấy thì mẹ chồng rất là khó tính kỹ rồi đúng không ạ? Nhưng mà đến mức mà mẹ chồng con phải nói với con rằng là em ơi, tao không thể chịu thằng Long này luôn ấy. Sao lại sẽ như thế? Đánh yêu một cách quá đáng. À, đánh yêu mà hơi đau đấy. Thì đương nhiên là vợ con thì thấy cái việc cái đánh yêu rất bình thường thôi. Nhưng mà với con thì cái việc ấy xảy ra tần suất nhiều quá mà đánh thì đau thật. Đánh mà mỗi lần là không phải kiểu như là ngày đâu mà đánh đi ra là phát ngày luôn vào thẳng tay vào thằng hông cái thứ này. Trẻ mà con nó sức trẻ mà. Mà xong mà lằn cả cái vết tay lên người luôn. Thấy nhận ra bạn này không? Có gặp nhận ra liền. À, quá nổi tiếng luôn. Thì đó. Đây là gia đình Thủng Long. Con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận. Thì tên của con là Phan Tuyết Nga. Con thì sinh năm 93 thì hiện tại thì con và chồng con đều làm là sáng tạo nội dung trên nền tảng mạng xã hội ạ. Và bình thường thì ở nhà thì con hay được gọi là bom. Ở trên mạng cũng sẽ gọi là bom. Hello bếp bom. Con xin được gửi lời chào đến cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận ạ, cùng với tất cả các khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Tên thật của con thì là Tụ Long ạ. Thần Tụ Long con chứ không phải Tự Long hả? Dạ không ạ. Tụ Long. Tụ đi nè, tụ đi nè. Nguyên một bầy rồng nó tụ lại. Nhưng mà con chưa nói mình bao nhiêu tuổi nè. Dạ con, cả hai vợ chồng con đều là sinh năm 1993. 93. Bọn tuổi 5 năm nay là bọn con 30 tuổi. Rồi, thế bây giờ mình đang làm gì luôn nè? Dạ vâng, cả hai vợ chồng con thì đều đồng hành cùng với nhau trong rất là nhiều công việc khác nhau. Và thời điểm hiện tại thì bọn con đều đang là những nhà sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội. Cái cơ duyên nào mà các bạn biết nhau? Hôm mình lần đầu tiên gặp nhau thì có ấn tượng gì về nhau? Bọn con thì ngày xưa là dân nhảy, đi nhảy với nhau từ hồi đại học ấy ạ. Ấn tượng của con với Long từ đầu là con không thích. Nói chung là ghét. Tại sao vậy? Vì là cái bọn con hai nhóm khác nhau và có cơ hội là được tham gia tập cùng nhau trong những cái dự án chung ấy ạ. Thì cái lúc đấy là bọn con tập xong thì con cũng khá là mệt. Vô tình con ngồi cạnh Long. Thì lúc mà con ngồi xuống con ngỡ bị ngã nhẹ và tát vào người Long. Thì Long đẩy con ra. Kiểu tránh ra kiểu vậy ạ. Thì lúc đấy con cảm thấy là ôi ông này sao mà bị vô duyên đấy. Là con không thích. Bây giờ phải hỏi Thủng Long, tại sao một người đẹp như thế ngã vô người mình, tại sao mình không hứng mà mình lại xô? Hồi đấy là con hoạt động khá là sôi nổi và cái tính tình của mình thì cũng hoạt bát và năng lượng. Thêm một cái cạnh nữa, hồi đấy mình cũng trẻ nên là mình cũng chưa nhận thức được tất cả những cái hành động của mình là nó mang tính chất kiếm nhã hay không. Và lúc đấy vì là còn cái môi trường mà mình làm việc và hoạt động còn là rất nhiều bạn bè đồng trang lứa với mình nữa, cho nên là đối với con ở thời điểm đấy thì cái hành động mà con xô bạn ấy ra là một hành động con đang cố gắng trêu và đùa với bạn ấy thôi. Để cố gắng tạo ấn tượng với một cách là với một cái ý là mình là một người thoải mái và thân thiện. Tức là con tạo nét nhưng mà lại bị nhầm đường ấy. Vâng, bị vô duyên ạ. Vậy thì làm sao hai đứa sau đó là tiếp cận với nhau? Không hiểu lý do vì sao. Thực ra cái thời điểm đầu ấy ạ là Long khá là nhiều bạn nữ thích. Mà lúc đấy thì con còn đang độc thân. Mọi người cũng hay hỏi là con có người yêu chưa? Các bạn con chưa có. Thì không hiểu lý do vì sao cả nhóm cứ hay kiểu gán ghép ấy. Vâng. Nhưng mà đến một cái sự kiện khá là gọi là bất ngờ. Lúc đấy là con tập nhảy ở trên nhóm xong con về thì con quên điện thoại ở trên phòng. Thì con không biết gọi cho ai cả mà con chỉ nhớ số của một anh ở trong nhóm con thôi. Con gọi điện cho anh ấy thì anh ấy vô tình ở cạnh Long. Mà cái bạn mà cầm điện thoại của con thì trong nhóm của Long. Thì Long mới trêu con là cậu có yêu tớ không? Thì lúc đấy Long chỉ trêu thôi, tại vì cái tính của Long lúc đấy là hay thích trêu các bạn nữ ấy. Tạo nét ấy. Vâng, tạo nét ạ. Vâng. Thì lúc đấy con mới bảo với Long là dở hơi à, mất điện thoại còn trêu. Xong Long bảo là trả lời đi, có yêu tớ không? Trả lời đúng thì tớ mới nói điện thoại ở đâu. Thì lúc đấy con mới trêu lại là ừ thì yêu. Đấy, con mới trêu thế thôi. Đến lúc sau buổi tối về, Long mới viết một cái status ấy ạ, lên trên Facebook ấy, là hôm nay được người ấy tỏ tình. Nên là từ cái sự kiện đấy tất cả mọi người trong nhóm lại càng trêu nhiều hơn. Nhưng mà đến mãi về sau này khi mà bọn con lập gia đình ấy, có con thì thấy lại đấy là thực ra là cái định mệnh ấy ạ. Tại vì là ở cái thời điểm mà Long viết cái status đấy là ngày 20 tháng 9 năm 2012. Thì sau đấy đúng 9 năm là ngày 20 tháng 9 năm 2021 là con gái đầu lòng của bọn con ra đời. Số 1 và số 2 đổi chỗ với nhau thôi ạ. Đúng 9 năm. Rồi khi nào thì con mới nghiêm túc với tình cảm với cô này? Đã, thực ra thì cái thời điểm đầu tiên mà con ngỏ lời với cả vợ con ấy là ngỏ lời là muốn làm bạn gái. Thì thực ra lúc đấy con chưa có ý định nghiêm túc. Đấy, con nói thật. Nhưng mà cái cảm xúc của mình nó được xây dựng dần dần theo thời gian.
thì mãi cho đến một cái thời điểm là sau cái quãng thời gian mà bọn con có chia tay một năm đấy, thì lúc đấy là cả hai bọn con đều có một cái sự thay đổi về mặt suy nghĩ và tâm lý của mình. Cái khoảnh khắc mà bọn con quay lại chính là cái thời điểm mà con xác định là mình muốn được trưởng thành hơn, mình muốn được đi đường dài hơn với bạn gái này. Nhưng mà câu hỏi là lý do gì mà tụi con chia tay nhau? Cũng là bởi vì con cảm thấy là đây là một mối quan hệ nó không được an toàn ấy. Tại vì là lúc đấy thì khi mà bọn con yêu nhau được một năm đầu tiên ấy, thì Long vẫn đang rất là thoải mái, bay kiểu nhảy. Bay nhảy và không có cái gì kiểu đi quá giới hạn, nhưng mà thích nói chuyện các bạn nữ khác. Và cái cảm xúc đấy của con thì con cảm thấy là con không muốn ở cái thế kiểu gọi là phải chịu đựng cảm xúc đấy. Con trải qua một quãng thời gian như thế thì con mới bắt đầu cảm thấy là nếu như mà mình đặt cái việc mình đi tìm kiếm vẻ đẹp hay là tìm kiếm nhan sắc trở thành một trong những cái tiêu chí để chọn bạn gái cho mình, hay là nếu như mà mình có thể nghĩ xa hơn và chọn bạn đời cho mình, thì có vẻ cái tiêu chí này nó không phù hợp nữa. Tại vì thực sự là ngày hôm nay mà có bạn nữ này sinh, ngày mai chắc chắn sẽ có bạn nữ sinh hơn. Đúng rồi. Vì thế cho nên là mình nên thay đổi cái tiêu chí của mình đi, bởi vì cái mong muốn cuối cùng của mình là mình muốn đạt được cái điểm hạnh phúc lớn nhất. Thì là cả hai đều thay đổi để mà hướng tới một cái tình cảm nó lâu dài hơn. Vâng. Và sau cái lần chia tay đó thì là chắc có lẽ là cưới luôn chứ đúng không? Vâng, bọn con yêu nhau độ 6 năm. 6 năm nữa. 6 năm nữa đúng không? Nhưng mà tại sao lại yêu nhau lâu tới 6 năm mới cưới vậy? Thì gia đình hai bên đều đồng thuận cái tình yêu này đúng không? Vâng ạ, đúng ạ. Ừ, thế mà tại sao lâu vậy con? Lúc đấy bọn con cưới nhau năm 27 tuổi. Thì bọn con cứ nghĩ là chưa muốn cưới sớm nữa. Và lúc đấy bọn con cũng nói chuyện với nhau là chắc là phải đầu ba đi chơi vơi thì mình mới cưới. Nhưng mà chính gia đình là người tác động cho bọn con đến hôn nhân nhanh hơn ấy. Là ai? Là mẹ chồng con. À, là bên chồng. Gia đình chồng hả? Vâng. Thôi con kể cho cô nghe cái hôm con cầu hôn bạn này xem như nào nào. Chắc là cái ngày mà con cầu hôn ấy. Hôm mà con cầu hôn ấy thì thực ra là con là tính cũng hơi cầu kỳ. Mình thích làm một cái gì đấy đặc biệt cho người phụ nữ của mình. Mọi người thì có thể cầu hôn bằng nhẫn, nhưng mà con thì con đồ cầu hôn bằng đồng hồ. Thì cái đồng hồ nó tượng trưng là anh sẽ dành toàn bộ thời gian của anh dành cho em. À, lãng mạn. Ngoài tặng ra đồng hồ thì ảnh còn có nói những cái lời rất là lãng mạn, hay là có quỳ xuống không? À, vâng. Long đặt cái đồng hồ đấy là đặt ở bên Hồng Kông và khắc tên của Long ở trên đồng hồ ấy ạ. Đồng hồ gửi về Việt Nam thì con là người nhận, nên là con cũng có gọi trước khi Long hỏi một câu là cái đồ này của ai, thì Long mới bảo là của mẹ chồng anh, của mẹ đấy. Đừng có mà mở ra mẹ chửi rồi đấy. Thế là con không dám mở. Thì con vẫn không biết đấy là đồng hồ cầu hôn. Thế lúc sau thì Long mới đặt một cái chuyến đi là vào sang Thái Lan đấy ạ. Để bọn con đi chơi, xong rồi Long sẽ tiện để cầu hôn con. Cái ngày hôm định cầu hôn thì trời mưa rất là to. Nhưng mà con không đi đâu được, nên là ở khách sạn. Tiên buổi sáng sớm hôm đấy thì Long mới ngồi, Long mới tâm sự, Long mới nói chuyện với con là anh rất vui vì vợ đồng hành với anh, rồi anh cảm ơn vợ vì vợ đã tha thứ cho những cái sai lầm của anh để chúng mình có một cái cơ hội khác. Con nghĩ là Long đang trêu con, tại vì bình thường là hai đứa rất là cực nhã. Thế con mới bảo, con mới trêu ngược lại Long, bảo là anh làm sao ấy, định cầu hôn em à? Con mới buột miệng con là cái đấy. Đặc vị luôn. Vâng, làm thằng bé cùn cả hơi. Con định. Ê trời ơi, mãi này có người nói được đúng nỗi lòng của con. Nhưng mà sau cái câu hỏi nói của con ấy thì Long lại khóc. Con khóc, nước mắt đẫm mũi tèm lèm luôn. Xong lúc đấy con mới giật mình, con mới nghĩ là ôi hình như mình lỡ mồm rồi, hình như đúng là cầu hôn thật. Xong rồi Long mới quỳ xuống, Long mới lấy từ dưới gầm giường ra cái đồng hồ. Long lúc đấy con mới kiểu con cũng nước mắt nước mũi tèm lem theo luôn. Sao con lại khóc hả con? Dạ thì thực ra là cái chặng đường mà bọn con trải qua nó cũng có nhiều cái sự nhiều biến động, nhiều thăng trầm, nên là con cũng cảm thấy là đấy là một trong số ít những lần con cảm thấy rất là trân trọng về khía cạnh tình cảm của hai đứa từ thời điểm trước đấy về sau. Bây giờ đến sau khi lấy nhau rồi thì có những chuyện gì vui không? Vui và vỡ mộng cũng có. Cái lúc mà ở về nhà ở với nhau ấy, con thời điểm đầu con bị một cái áp lực vô hình là ông này nó ông quá là ngăn nắp. Ông ngăn nắp mà ông quá là khó tính luôn ấy ạ. Đến cái mức mà bình thường mà mọi người bảo là ở với nhà sử mà ở với mẹ chồng ấy thì mẹ chồng rất là khó tính kỹ rồi đúng không ạ? Nhưng mà đến mức mà mẹ chồng con phải nói với con rằng là em ơi, tao không thể chịu được thằng Long này luôn ấy. Sao nó có thể sạch sẽ được như thế đâu. Thật ra là con cũng không biết là dùng từ sạch sẽ nó có đúng hay không, nhưng mà thật ra con nghĩ là nó sẽ nghiêng về yếu tố là ngăn nắp nhiều hơn. Tại vì là con thì con có cái tính là ở nhà mà mình mua những cái đồ giá kệ cái thứ để phục vụ mục đích là sắp xếp đồ vật ở trong nhà ấy. Mà nếu như nó không được tận dụng hết công năng ấy thì con kiểu cảm thấy nó bị cái món đồ ấy bị vô nghĩa ấy, bị phí phạm ấy. Một cái câu chuyện đấy là về thì con mới bảo với Long là con muốn mua một cái nồi áp suất. Thì để mua được cái nồi đấy, con phải làm một bài thuyết trình với Long rằng là mua cái đấy để làm gì. Vâng, để làm gì, mua cái đấy có công dụng gì, mua cái đấy xong thì nó khác gì với một cái nồi bình thường.
Đơn giản là bởi vì khi mà Long nghĩ là mua về không biết để chỗ nào. Đúng rồi ạ. Vâng. Cái con phải thanh minh tí là thực ra con không phải kẹt gì. Không kẹt gì đâu ạ. Vâng, nhưng mà thực ra là kiểu mình bị một cái tính đấy là đấy, cái đấy mua về là dùng để làm cái gì. Dùng và phải để đâu? Vì đúng ạ. Chứ không phải là phí. Ừ. Đó. Đúng không ạ. Chứ còn mua đồ cho vợ là vung tay rất là thoải mái luôn. Rồi, ok. Và thêm tật xấu nữa đi. Nói chuyện với vợ có nhẹ nhàng không? Đó. Lúc có lúc không ạ, thực ra là nếu như ai mà bắt đầu tiếp xúc với Long thì rất dễ nghĩ Long là người khó tính, bởi vì cái cơ mặt của bạn chồng con ấy là nhăn nhó, nhăn hay bị nhăn kiểu vui cũng nhăn, đâu kiểu... không thấy nhăn đâu, đâu nhăn đã không mọi người. Đây, anh có thể làm khi nào mà con mà hay chăm chú lắng nghe là mà đâu, con bây giờ con chăm chú đi, con chăm chú đi. Không, mặt này thì nhìn khó tính thật, nhìn vô phát là nhìn tưởng khó thật. Mà con mà lúc mà con nghe là con không kiểu là hướng thẳng mặt về đối phương đâu, mà con sẽ giữ tĩnh cái đầu như này và ai nói gì thì con sẽ đưa mắt về chỗ đấy thôi. Nên là đâu làm lại cảm giác nó hơi lườm đâu đi coi. Ừ, cũng không có ý gì đâu, nhưng mà cái thói quen mình từ ngày xưa thế cũng ít người nhắc ấy. Cái đó không phải tật xấu nhưng cần phải sửa. Đúng rồi ạ. Con ạ, cần phải sửa để gọi là tạo những cái mối thiện cảm cho người đối diện, đúng không? Rồi sao còn gì nữa? Tranh luận vấn đề hay cãi vã nhau gì như thế nào? Là có ai nhường con không hay là cãi cho bằng được? Lúc không ạ. Lúc có sẽ có những lúc cãi cho bằng được luôn. Cãi tại vì bọn con bằng tuổi nhau nên nhiều khi là giống như bạn bè ấy ạ. Tranh cãi nhau như kiểu là hai thằng bạn ngồi với nhau để tranh luận với nhau luôn ấy ạ. Thế rồi con có mong Long thay đổi cái gì không? Trong công việc ấy, đôi khi Long cầu toàn quá khiến cho Long bị cuốn vào công việc và không có những khoảng thời gian không để tâm đến vợ con lắm. Con nói với Long là kiểu con của mình ấy thì nó còn cái tuổi thơ của nó ngắn lắm. Nên là nếu như mà mình không dành thời gian cho nó thì đến một thời gian lớn thôi. Vâng, đúng rồi ạ. Đấy xong rồi nó hết thân đấy. Thật ra cái này với con đâu. Thật ra cái này là những người mà làm về sáng tạo nội dung á rất dễ hay gặp. Tại vì người sáng tạo là người cần phải có sự tập trung. Vâng, đúng rồi. Đó, và khi tập trung thì đôi khi nó quên mất tất cả mọi thứ. Vâng. Rồi, tới Long, bắt đầu phản pháo đi. Phản pháo kể sâu đi anh. Đầu tiên là về việc mà Bom nói là con ngăn nắp quá. Thì là ngược lại một cái là Bom thì là hơi bừa bộn. Đúng không? Vợ con biết tính không phải là một người bừa bộn. Nhưng mà chẳng qua là tại vì là ở cạnh con thì con lại bị hơi quá. Nên là đôi khi là trước khi mà Bom dọn dẹp những cái chỗ đấy thì con nhìn con đã thấy ngứa mắt rồi. Dọn xong, làm xứ xong luôn. Mình làm xứ luôn mà những người nào mà hay có cái xu hướng như thế thì làm xong mình lại cáu. Là có một cái mà con thực ra con thấy rất là khó chịu. Vợ con là thường hay đánh yêu một cách quá đáng. À, đánh yêu mà hơi đau đấy. Thì đương nhiên là vợ con thì thấy cái việc cái đánh yêu rất bình thường thôi. Nhưng mà với con thì cái việc cái xảy ra tần suất nhiều quá mà đánh thì đau thật. Đây đúng. Đánh mà mỗi lần nó không phải kiểu như là ngày đâu mà đánh đi ra là phát ngày luôn vào thẳng tay vào thẳng hông cái thứ này. Sức trẻ rồi. Mà con nó sức trẻ mà. Xong mà xong mà lằn cả cái vết tay lên người luôn. Rồi có cước hả như bình thường. Có tung cước với chồng không? Đã có chứ ạ. Có luôn. Có đi thay thi thẳng qua phạt phát vào mông. Cước trong cái. Nhưng mà vẫn đang cười hề hề. Nhưng mà nhiều lúc con có phản đàm lại không? Dạ con muốn đánh lại lắm ạ. Có không? Có mấy cái anh vẫn đánh lại em. Con là quan điểm là vợ chồng là phải công bằng. Đánh vào con vào chỗ nào thì con sẽ phản hồi lại đúng vào chỗ đấy. Mà có không mà thường xuyên không? Không thường xuyên là thường là con sẽ đánh nhiều hơn. Sao nữa còn cái gì nữa không? Có hay rơi nước mắt không? Cái này thì chắc là với con thì con nghĩ là cái này là cái điểm yếu. Con nghĩ là tật xấu thì nó không hẳn nhưng con nghĩ là điểm yếu lớn nhất. Và trong cái cuộc sống hôn nhân của con thì Bom có một cái tính cách là cảm xúc khá mạnh. Tính cảm xúc khá mạnh nên là trong những cái cuộc tranh luận mà mình muốn giải quyết một cái vấn đề nào đấy liên quan đến mối quan hệ gia đình hay là kể cả công việc đó, thì mà Bom dễ rơi nước mắt. Con là cái tuýp đàn ông kiểu có cái tư duy kiểu điển hình ấy, là con nghĩ rất là logic. Trong quá trình tranh luận đấy mình thấy là cái vấn đề này nó không có cái gì đến mức mà nó phải rơi nước mắt như thế cả, và hoặc là thậm chí nó cũng không liên quan đến vấn đề cảm xúc cơ. Mà Bom lại dễ xúc động như thế. Thì với con ở trong những trạng thái đấy thực ra là hai đứa cũng sẽ rất là khó để trao đổi với nhau. Nhưng mà thực ra là dần dần thì cũng quen, bản thân là Bom bây giờ cũng thay đổi rất là nhiều rồi. Rồi bây giờ nhân đây thì con mong muốn Bom thay đổi điều gì? Bây giờ con chỉ muốn là hai bọn con và đặc biệt là Bom ấy làm tất cả những gì mà mình đang làm và tốt hơn thôi. Tại vì thực sự là những cái tật xấu đấy ấy, là Bom đều đang cải thiện rồi. Đấy, chứ không phải là không cải thiện. Chúc mừng con. Đó. Hai đứa này coi như trời sinh một cặp rồi. Đến quen nhau đến gần 10 năm cơ mà. Cho nên là coi như là hiểu. Gần như là một cặp rồi, hiểu hết rồi. Các bạn luôn tỏa ra những cái năng lượng. Đúng. Rất là dồi dào. Đúng. Đúng không? Cái thứ hai rất là đẹp đôi. Thì anh cũng cô chú ạ. Chú cũng mong á. Vâng. Chú cũng mong là hai vợ chồng cứ tiếp tục như thế này và phát triển hơn trong công việc. Đúng rồi.
và sẽ yêu thương nhau nhiều hơn nữa. Dạ, vâng, dạ, vâng. Nếu được điều kiện đủ thì có thể thêm đứa nữa. Dạ. Em tên Trần Anh Tuấn, năm nay em 33 tuổi, em là nhân viên kinh doanh. Dạ. Dạ em là Hoàng Thị Tương Thanh, năm nay em 25 tuổi, em đang là nhân viên xuất nhập khẩu. Trời ơi, hơn nhau gần chục tuổi ha. Dạ 7 tuổi. 7 tuổi luôn. Rồi hai bạn cơ duyên gì mà hai bạn gặp nhau? Em có ông anh rể á, ổng cho Bình Phước, nó hơi Tết mà về trên Bình Phước chơi, con nhỏ cháu trên đó làm mai cho mày, cái ổng đưa hình về coi, cái em biết ngay là làm mai với cô chị của vợ em. Xong cái em thấy em không thích, em thích cái cô đứng kế bên á, vợ em bây giờ kế bên mặt ốm ốm mà chụp hình mặt nghiêng nghiêng em thấy ghét. Cái em nói hồi làm quen bỏ ghét, mà xui cái em Tết em lên Bình Phước là vợ em từ Bình Phước về lại thành phố đi học. Xong rồi về tới thành phố em mới gặp lại, xong rồi hẹn cái quán cà phê, em thấy cô này thấy nói chuyện giọng lánh mà mắt cũng to. Em thì quan niệm cặp mắt cửa sổ tâm hồn cái rộng rãi này mà em cũng thấy ấn tượng đầu tiên. Cửa sổ rộng trộn dễ vô lắm. Thế còn em thì cái cảm nhận đầu tiên mà khi em gặp cái người đàn ông này thì như thế nào? Nhìn thấy ông trời, người gì mà bự chà bá. Nhưng mà tiếp xúc nói chuyện thì cũng thấy vui vẻ dễ thương. Sau lần đó thì về ông có xin số điện thoại. Rồi có mấy lần hẹn gặp em đi uống cà phê nói chuyện cưa cẩm em. Rồi thế là sau khi đi chơi đó về thì chắc có lẽ là bỏ cái ý định là chỉ là quen một ngày thôi đúng không? Dạ, rồi sau đó khoảng một tháng thì hẹn em lên cầu Ánh Sao rồi tỏ tình. Dạ. Tỏ tình vui không? Dạ bữa đó thôi nôi con bạn em mới rủ bạn gái em đi, xong cái lên cầu Ánh Sao em cũng hơi uống bữa đó uống cũng ba lon, em cũng lần cái em mới cũng liều cái em ôm vợ em luôn. Nó nói thôi làm bạn gái anh nha, trôi qua mấy giây mà im im. Nó chắc cũng có tín hiệu đáng mừng dữ đen. Dạ nhưng mà quay qua nó em không có nói chuyện với người say xỉn. Lúc đó là em biết là trong người có rượu rồi nên là em cũng phải nói cái câu đó, tại lỡ mai cái ông nói ủa tôi tỏ tình hồi nào sao mình đâu biết đâu. Thôi thì bây giờ đến bao lâu thì hai bạn chính thức quen nhau? Dạ sau bữa đó thì sau bữa đó là coi như là chịu đèn nhau rồi. Mà chị hỏi nè, mà trong thời gian yêu nhau á, em có thấy rằng cái đối thủ này á có ghen tuông một cách mà gọi là mù quáng không? Kể mấy cái chuyện đó mới vui đó. Đây chị, cái này là ghen, gọi là ghen chúa luôn. Ghen chúa là bình thường. Cái em đi chơi thì em có cho số điện thoại một cái anh chàng lạ. Cái bữa đó là đúng 20/10, ông mới nhắn tin anh mời em đi ăn trưa uống nước nha. Nhưng mà em thì em biết ổng ghen em cũng không có nhận lời. Cái tối đó ổng lên ổng chở em đi chơi. Thì cái truyền thống ghen là cứ lên là phải dở điện thoại vợ ra xem có tin nhắn có ai gọi lúc không. Vợ chưa hay còn yêu? Dạ lúc đó là đang yêu. Cái bắt đầu dở ra thấy cái tin nhắn đó thì hồng lộn nên điên tiết lên. Cái này là ai? Giải thích coi. Thì em giải thích là thì đi ra ngoài đường thì cũng thấy anh kia cho số làm quen thôi, xã giao chứ không có gì hết. Ổng thì ổng nghĩ em là cho số để làm quen để này kia vậy đó. Ổng nói em đủ thứ hết á. Cái em cũng giải thích thì cũng êm rồi chở em đi chơi. Trên đường đi chị mới không ra ngoài đường hả? Ổng ngồi trên xe mà ổng la lối ôm sòm vậy nè. Đi đường á mọi người nhìn em cũng thấy ngại nữa. Ổng cứ nói tại sao là có bạn trai rồi lại cho số điện thoại. Em có biết làm như vậy là không được không? Em có biết đó hả? Em vậy là xúc phạm anh không? Rồi nhiều người đứa con gái anh xin số điện thoại nó không cho. Nó có bạn trai rồi tại sao em lại đi cho số điện thoại người khác? Rồi cái giấu cái đầu là cái đuôi á là cái ông này nè. Tức là ông cũng đã từng xin người ta điện thoại trong khi ông yêu bà này. Nhưng mà vì người ta không cho thôi. Chứ ông giận là giận cái vụ không cho số điện thoại đúng không? Lúc gọi người lạ là lúc em chưa quen vợ em. Nhưng mà từ lúc là yêu rồi là hết xin rồi đúng không? Dạ. Lúc yêu là ghen vậy? Dạ. Rồi lúc lấy cũng ghen dữ hơn hay là bớt đi? Dạ lấy về thì cấp độ nó giảm xuống rồi. Vẫn còn cái tính mà hay nghi ngờ á. Chuyện không có mà cứ nghĩ ra thành có vậy đó. Ví dụ em đi làm á thì tối không xong thì em phải ở lại em làm cho xong. Thì ông gọi cho ông nói là hôm nay em về trễ nha. Cái bắt đầu hỏi ủa ở lại với ai? Công ty ở lại mấy người? Có anh ở lại không? Có anh trưởng phòng nào không? Cái hỏi gì đó. Cái em cũng giải thích thì ở lại cũng có anh chị ở lại làm chung. Về nhà vô bước vô phòng thấy mặt đống rồi, chủ hộ một đống luôn. Cái hỏi ủa chuyện gì vậy? Cái móc điện thoại ra 30 cuộc gọi nhỡ là ở nhà cứ nghĩ là em chắc đang tò tí te hay làm gì đó. Từ công ty mà về tới nhà là em đi mất bao nhiêu? Dạ em đi mất 45 phút. 45 phút là 30. Vậy chi làm phút rưỡi gọi ngủ đó. Ủa vậy em rối vậy ghê. Dạ không, tại em nên lo vậy. Điện thoại di động cái kè kè mình mà sao gọi mất máy. Nhưng mà lý do sao mà em ghen vợ em dữ vậy? Em không phải em ghen mà có người bạn anh, người bạn học cũ của vợ đó đi uống cà phê, có hai vợ chồng có em đi luôn. Lúc đó là cũng chưa cưới. Cái bạn cũ của vợ vừa gặp vợ em nói trời lâu ngày em gặp sao thấy to ra ha. Trời mà có em á, có em đó mà nói vậy. Trời ơi. Rồi làm sao yên tâm mà đi một mình nữa. Thì tại vì cái người bạn đó em á thì cái như tính mất dịch thôi, mất dịch thôi xíu. Nó kỳ gì đó nói đó à. Thì chính vì đó mà ghen đúng không? Dạ. Ghen là phải rồi bà nội. Trời đó coi.
trước mặt chồng mà nó còn dám khen vậy thì lúc mà không có mặt chồng rồi đi uống cà phê chung rồi nó khen tới cái gì nữa? Nhiều khi bà này nó phải khen gì sao? Chị ơi, giờ chị hỏi em nè, bây giờ lấy nhau được bao nhiêu lâu rồi? Dạ, được 1 năm 2 tháng. Lấy xong rồi yêu hơn lúc mà đang dạ, yêu? Dạ đúng rồi, dạ, dạ yêu hơn. Em hỏi em, dạ, vợ em có thật xấu vậy? Hay quên trước quên sau. Có lần đi chơi, chạy vòng vòng Sài Gòn đã đời. Cái nó này, em nói vợ em bằng áo ngực. Em không hiểu vợ em sao. Thì em nói em lại gọi này là, em gọi là tiền đậu luôn vậy, phải hậu đậu luôn. Rồi nè, hỏi thiệt luôn á, em ví dụ như lấy vợ nhỏ hơn mình gần 10 tuổi vậy đó. Dạ. Có những cái gì mà khác hơn những người em khác? Em thì tại lúc có mà nhõng nhẽo một cách mà lạ kỳ cục. Ok, dạ, ngược lại, ông nhõng nhẽo em á. Em không nhõng nhẽo mà ông nhõng nhẽo em à. Thí dụ ví dụ em như là tối ngủ, thôi cho hôn cái mới chịu ngủ à. Thấy cuộc sống bằng này vui quá. Quá vui. Bây giờ nè, có một điều ước gì mà để thay đổi nhau á, em sẽ ước cái gì? Chứ mà bớt cái tính ghen lại. Đừng có mà suy diễn cái chuyện mà không có mà cứ nghĩ thành có vậy đó. Đổ cho vợ, nhiều khi em cứ phải giải thích lòng vòng rất là mệt mỏi. Hai cái đó thôi phải. Dạ. Còn em? Bớt nóng tính lại. Gái mà mình đại diện nóng tính gì đó mà. Giờ mình phải duyên dáng dịu dàng tí xíu. Với lại chứ mà tính em làm sao mà chồng nó không duyên dáng dịu dàng. Tại vì nhiều khi ổng hỏi em nói gì cái em không ưa cái em quạo lên em la ổng. Chị thấy gì nè cưng, làm sao để chồng em bớt ghen là do em. Dạ. Đó. Có đi đâu rủ ổng đi theo. Dạ. Chứ còn đừng đi riêng nữa. Vậy còn thêm cái nữa là tính ổng cũng vô tư quá. Giờ muốn ổng là gì khi mình lo lắng cho chuyện sau này xíu. Yên tâm. Vậy. Có con rồi sẽ tự động thay đổi được cái đó. Dạ. Còn em á, nếu mà nói về bớt nóng tính nó cũng đúng đó. Dạ. Phụ nữ mình phải biết đè nén một chút xíu. Ừ. Sau dạ này á, cuộc sống nó sẽ hạnh phúc tốt cho cả con cả chồng mình. Dạ. Rồi, Trường xin chúc cho hai bạn về nhà 9 tháng 10 ngày sau có em bé. Dạ. Cảm ơn chị. Dạ. Sao vui không? Nhận được lì xì vui không? Dạ vui. Năm nào cũng được nhận lì xì đúng không? Đâu, bây giờ mình lớn rồi mình đâu được nhận lì xì nữa. Cho nên là lâu lâu mà mình nhận được rất là vui luôn á. Có không? Ví dụ như năm rồi, năm kia, năm kia có được nhận lì xì không nè? Dạ có. Ừ. Tại nhìn, tại biết sao? Nhưng mà chồng con có lì xì cho con mỗi năm không? Dạ mới lì xì năm ngoái à. Vậy hả? Tức là mới lấy nhau năm ngoái hả? Hay sao? Dạ con mới lấy nhau hồi tháng 9. Vậy là Tết được lì xì nhưng mà lúc yêu á có lì xì không? Dạ có. Diễn viên phải lấy lòng người đẹp mà. Chị biết sao mà em nói năm nào cô ấy cũng lì xì không? Tại vì nhìn cô bé giống như là một em bé vậy đó. À, nhìn cái gương mặt rất là trẻ thơ. Đúng không? À, nhìn rất là baby cho nên là cái việc mà baby này được nhận lì xì từ các người lớn, từ những người bạn đó là chuyện bình thường đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Dạ. Bắt đầu câu chuyện nha. Dạ. Không có gì trầm trọng lắm đâu. Đầu năm mới chúng ta phải nói những gì cho thật vui đúng không? Dạ. Rồi bây giờ hai đứa kể cho chú nghe đi. Hai đứa quen nhau sao nè? À, ô quên chú. Hai đứa giới thiệu tên mình chứ. Chưa giới thiệu. Chưa giới thiệu luôn. Trời ơi. Chú có quà một cái là chú bị rối luôn. Rối luôn đó chị, rối luôn. Rồi, mời hai bạn trẻ giới thiệu về mình. Dạ, con tên là Trần Minh Trí. Năm nay con 26 tuổi và con đang làm kinh doanh về lĩnh vực vận tải. Vận tải? Dạ. Trí? Dạ. Con ở quận mấy Trí? Dạ con ở quận 9. Quận 9. Dạ. Rồi mời con. À, dạ con tên là Trần Ngọc Bảo Uyên. Năm nay con 24 tuổi. À, dạ con ở Gò Vấp, với lại công việc của con là content creator. À, dạ. Content creator. Dạ. Là trên các nền tảng mạng xã hội. Dạ đúng rồi. Ví dụ. Dạ như Facebook nè, TikTok rồi YouTube. Ồ, TikTok của con được bao nhiêu người follow? Dạ mấy triệu? 500 mấy thôi ạ. À. Dạ. Rồi. À, rồi bây giờ chắc có lẽ là xem nè, xem TikTok cho nên là mến mộ cô này rồi làm theo đuổi cô ấy đúng không? Cua cô ấy đúng không? Dạ không có. Là thực ra là con với vợ con gặp nhau cũng tình cờ đó mấy chú. Là cách đây khoảng 2-3 năm trước thì là trong một buổi tiệc của một người bạn con thì là con mới gặp vợ con. Nhưng mà lúc đó gặp xong thì một đứa thì có người yêu, còn một đứa thì vẫn chưa có người yêu. Nghĩa là ở không đúng không? Dạ. Con đó đúng không? Nhưng mà cũng không có ai để ý ai hết chú. Cái xong cái về cái sau bẵng đi một thời gian khoảng 2 năm sau là lúc đó con có mở một cái nhà hàng. Đó thì lúc đó là bạn con mới book ngay vợ con tới quảng cáo cho nhà hàng của con. Dạ. À vậy dạ. Đó hả? Hả? Tức là lúc đó là con đã làm dạ content rồi. Dạ. Và con tới để mà con review. Con review dạ cái nhà hàng của anh. Dạ. Dạ. Nhưng mà có nhận ra liền không? Dạ con, nhận ra. Con không có nhận ra. Nhưng mà cô hỏi nè, cái lúc đó là ảnh trả hậu hĩnh không? Dạ nói chung là tại vì cũng nói là người quen thì cũng không có hậu hĩnh lắm đâu cô, cũng không có đúng giá của con lắm đâu. Không hậu hĩnh lắm. Mà giờ cô hỏi thiệt nè, nhà hàng bán đồ ăn ngon không? Dạ cũng được, thì cũng tạm được. Tại vì con không có ấn tượng với ông này á. Sau này con quảng cáo xong rồi, cái bạn con mới nhắc là
ủa không nhớ hả, hồi hồi đó là có chung nó, có chung cái buổi đó không nhớ hả. Cái bạn con mới nhắc là cái ông mà chạy chiếc mô tô bự đó là con à, cái ông mà có cái xe đẹp đẹp á hả, là con mới nhớ. Ủa nhưng mà cái lần đầu tiên các con gặp nhau đó là trong một cái dịp nào? Dạ một bữa tiệc ở nhà, một người bạn. Một bữa tiệc sao mà thấy chiếc mô tô? Dạ lúc đi về là đứng đợi về á chú. Kiểu mình lịch sự đợi ra lấy xe đi về chung nha. Cái lúc ông chạy mô tô về đó là ông chạy một mình ổng hay là có ai ngồi sao? Dạ con không để ý nữa, con chỉ nhìn chiếc xe mô tô là con thấy đẹp thôi. Em quên hả, bạn này nãy ra giới thiệu rồi. Có nghĩa là tụi con gặp nhau trong một bữa tiệc mà một đứa thì có người yêu, còn đứa là ở không đó, nó ở không đó. Mà ở không mà chạy mô tô. Dạ. Đó. Bây giờ là ấn tượng là nhớ là ổng có chạy mô tô. Dạ. Thật ra là con nhớ cái mô tô thôi đúng dạ, không? Dạ đúng. Con không nhớ cái xe. Tại vì thường á là cô mà thấy ai chạy mô tô cô hay nhìn cái mô tô, sau đó cô mới nhìn người. Là tại vì cái mô tô nó bự quá mà những cái tiếng nó bự chị sợ lắm, nhất là nó chạy vô hẻm á chị. Chị sợ lắm luôn. Nghe nè, rồi bây giờ cái nhà hàng của anh còn không? Dạ đã bay xong lúc mà dịch chú. Con review sao mà nhà hàng bay được vậy? Không phải, con nhớ con review xong mà con thấy lần nào con lên cũng đông lắm mà, nhưng mà lúc dịch là đúng rồi. Tại vì ông đẹp luôn đó. Dạ đúng rồi. Dịch là nó giật hết em ơi. Không còn một cái gì mà có thể mà nó giật được. Nó giật hai vợ chồng từ Sài Gòn mà ra Hà Nội sinh sống rồi làm ăn luôn tới giờ đó. Cặp đôi mà chú con nè đó. Rồi nó nghe nè, rồi sau đó làm sao nhận ra được ổng rồi. Rồi con lúc con thấy cô gái TikToker này con có thấy cổ xinh không? Dạ cũng không á chú, là cái lúc mà con gặp lại rồi thì con biết con kìa. Dạ biết con kìa. Dạ tại vì lúc đó thì con mới mở quán là con bận phải tiếp khách nhiều, hầu như là tối nào con cũng phải lên tiếp khách để nhậu hết. Thì con cũng gặp bạn này thoáng mà thôi, thì con chỉ nhớ là bạn này cười đẹp thôi chứ cũng không có gì. Là con gặp là lúc bạn ấy đang làm việc hay là dạ, bạn ấy lúc mà lên làm việc xong review rồi cho quán con á. Ừ thì dạ là gặp thôi. Nhưng mà rồi cuối cùng thì sau cái đó bao lâu thì con có cảm tình với bạn này để mà con chủ động con liên lạc? Tại vì phải tụi con phải có cảm tình nhau mới yêu nhau mới lấy nhau được chứ đúng không? Dạ, thì đúng. Cô chú muốn biết là cái đoạn nào, cái khúc nào mà hai đứa để ý nhau? Ờ chắc là gần tới đó cô, cái là bạn con thấy bạn có đăng một cái cáp buồn. Thì kiểu như con hồi đó con hay đi lướt, con thả icon dạo. Thả dạo đó đúng không? Nên là con vô tình nó thả icon thôi, cái bạn mới rep icon đúng con, rồi hai đứa mới nói chuyện với nhau. Con thả icon gì vậy? Tránh đi. Không, tự nhiên người ta đang buồn, rồi tự nhiên cái ha ha. Thả lộn không? Không chú ơi, nó có trường hợp là bị bấm lộn. Dạ không, cái tại con coi cái đó con thấy mắc cười thiệt. Nên là con thả thôi. Nó nghe nè, khi mà con tự nhiên thấy thằng trai vô thả cái icon ha, mà cái chuyện buồn của mình nữa, con thấy sao? Dạ cái đó con không phải là làm cái gì buồn hết á, con chỉ đăng cái là 5 giờ sáng, ý là con muốn nói là 5 giờ thì mới bắt đầu đi ngủ. Đó, thì tự nhiên ổng vô ổng thả ha ha mà trong đó tất cả mọi người không có một ai thả ha ha con hết. Cái con kêu ha ha cái gì? Con thở ha. Ha ha cái gì? Cái ổng kêu là có gì đâu, thì anh thấy vậy mắc cười anh ha ha thôi. Là cái hai đứa con cứ kiểu nói chuyện qua lại nhưng mà với một cái tâm thế là dấm dẫn á đúng không? Kiểu như là như hai đứa con trai vậy á cô. Nói chuyện mà cọc lắm. Chứ không phải giống như là một người con trai đang nói chuyện với một người con gái. Dạ. Nhưng mà lúc đó là tình trạng là con một mình hay là con dạ, quen dạ không đã. Con lúc đó con một mình rồi, lúc mà con quảng cáo cho bạn này là con cũng đã một mình rồi. Dạ. Rồi xong sao? Cô chú đang cần biết cái chỗ mà từ lúc nào mà tụi con cảm mến nhau? Là bạn đó mến con trước. Ủa? Cái rồi hai bạn này hả? Ủa thiệt không? Sao con thiệt biết? Không? Sao con biết? Tại bạn mến con trước. Bạn nói thích con trước nhưng mà cái lúc đó con bị sợ cái con. Khoan xới anh nói vậy là sai rồi. Tự nhiên giờ sao? Con hỏi cô chú nha, hai đứa nói chuyện thì con thấy là thì nó ý là nói chuyện quá nhiều so với cái mức bạn bè bình thường. Tức là mấy ngày trôi qua đó phải không? Dạ đúng rồi. Buổi sáng đó thôi. Thì cái đó cũng gần dịp Tết, thì tính con á là con quý bạn bè hay gì là con sẽ mua hay mua quà tặng, tại vì cũng Tết nữa. Cái con mua tặng ổng cái nến thơm. Thì con chỉ tặng, tại vì con tặng nhiều người như vậy lắm chứ không phải là tặng nến thơm cho mình ổng đâu. Cái tự nhiên ổng nói con là ngộ nhận. Dạ đúng rồi, xong rồi tự nhiên cái con mới hỏi là ủa vậy anh có thích em hay không, sao tự nhiên hỏi vậy kỳ quá vậy. Ổng hỏi sao? Ổng hỏi sao? Thì hỏi là lúc anh nói là thôi đừng có thích anh nha gì á. Ôi. Thì cái vậy đó, cái con kêu là ủa mà sao tự nhiên hỏi như vậy, thì con mới đặt câu hỏi ra là ủa mắc gì hỏi vậy ta. Rồi con suy nghĩ nếu mà con quen ông này thì sao, nói chung con cũng mường tượng trong đầu á. Thì con mới hỏi là con mới muốn hỏi là bây giờ nếu mà anh thích em thì bây giờ tụi mình tìm hiểu, tại vì lúc đó con cũng sợ, có lúc con sợ mọi người, con sợ đàn ông lắm cô, con cảm thấy không có tin được ai hết trơn á. Lại con thấy ông này rất là đàng hoàng, thì con mới hỏi là còn nếu mà anh thích em không, thích thì mình tìm hiểu. Cái ổng mới kêu là không. Dạ cảm lắm vậy. Lúc đó là ổng đang chở con trên xe là chở con đi một vòng Sài Gòn luôn. Xe mô tô. Dạ xe hơi. Đi một vòng Sài Gòn luôn.
Cái con hỏi là từ lúc mà chở lại ở Gò Dốc, chở về một vòng lại Gò Dốc lại cái không. Không trả lời vậy đó. Sao kỳ vậy, con giải thích cho cô cái tâm sinh lý của con lúc đó như thế nào. Mà là... với một con bé nó dễ thương đúng như rồi, vậy thiệt. Mà nó hỏi mình như vậy mà con trả lời một cái câu không, nô nô vậy hả? Đúng không? Dạ, không ta... là nô nô đúng không? Đúng rồi. Xem cười. Nô nô thì đã bất ngờ. Trời. Em không? Trời trời, chị đánh giận tiếng Anh bộ ghê vậy á. À. Đúng không con? Không là nô nô đúng không? Đúng rồi, đúng đúng. Dạ tại vì là lúc đó là một phần là tại vì bạn này kiểu như là có nhiều cái mà con kiểu là con không dám tiến tới con kiểu như là. Sao? Cái thứ nhất là bạn con cũng biết là bạn này cũng nổi tiếng đi, cũng là trên mạng cũng có nhiều nhiều người ấy. Với cái thứ hai nữa là bạn đó có hình xăm một xíu. Dạ thì cái xăm đó ở đâu? Xăm ở đâu? Xăm mở tay thôi chứ không có ấy. Nhưng mà kiểu cái nhà con thì hơi khó, nên là lúc đó con cũng hơi sợ. Con mới không dám ấy. Là con ngại vì cái những cái đó thôi đúng không? Dạ con sợ là con, đúng rồi con sợ. Mà con lúc đó con lớn rồi mà sao con lại sợ những cái điều đó? Con mới... ngại chứ mới sợ, dạ, là ngại. Đó. Rồi là không. Rồi khi mà con nghe cái không đó rồi cái cảm giác của con sao? Con nói thì con kêu không vậy thôi, đừng nói chuyện nữa đi. Để mất, tại vì tính con cũng thẳng, con kêu vậy thôi đừng nói chuyện nhiều nữa, tại vì tự nhiên nói vậy mất thời gian của nhau, ai cũng lớn hết trơn rồi. Nhưng mà con có hỏi tại sao anh lại trả lời không? Dạ không, tại người ta đã nói không rồi. Tự ái chứ đúng không? Dạ. Con chảnh lắm. Không thì thôi. Rồi sau đó nhà ai nấy ở? Dạ đúng, nhà con im lặng luôn. Thì tới lúc mà con im á thì ông này vô rep story con. Rồi con hay đăng mấy cái ads ở trên Insta hay gì đó là vô hỏi, tự nhiên hỏi đô bạn nhậu được mấy lon. Rồi mà hỏi như thẳng thắn. Dạ đúng rồi, là hỏi trên mạng gì đó, rồi hỏi ba cái nhậu nhẹt rồi cứ kiếm chuyện với con nói gì đó. Mà lúc đó con bơ tầm tháng 2 tháng gì đó. Rồi sao? Tới mấy tháng luôn hả? Rồi cái ông bé bơ mấy tháng luôn. Dạ chắc cỡ 2 tháng luôn. Rồi cái cú twist nào mà để cho cô ấy chịu gặp lại con? Dạ thì con kiểu là cái lúc mà bạn ngưng không nói chuyện với con nữa thì con kiểu là con mới cảm thấy là con có thích bạn này. Thiếu thốn. Dạ. Chẳng qua chỉ là từ trước tới giờ là con mấy cái lý do là con tự nghĩ ra để con ấy lại thôi. Chứ thật ra là con có thích bạn này. Tức là con phải tự ức chế bản thân. Dạ đúng rồi. Thực sự là trong cái tiềm thức của con là con đã mê bạn rồi. Dạ. Nhưng mà con cố tình tự ảo tưởng ảo giác mình là không, mình phải vững vàng đờ này kia nọ đúng không? Dạ. Đúng em. Đến khi mà con bị hụt hẫng con mới ngộ ra rằng trời ơi, tình yêu của mình đó mới là tình yêu của mình đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ con làm cách nào để mà con níu kéo lại? Thì con cũng nói chuyện lại với bạn thì cũng nhiều cũng giao đồ qua cho ăn cái thứ rồi rồi xong rồi. Nhưng mà em có chịu gặp mặt không? Dạ mua đồ cũng là. Dạ con vẫn lấy đồ ăn bình thường. Kêu anh đưa đồ ăn cho em, mẹ con dẫn xuống con lấy như bình nhưng thường. Nhưng mà thật ra là con cũng có cảm tình với ổng đúng không? Dạ thì đương nhiên là con cũng phải có cảm tình thì con mới cho cơ hội như vậy. Rồi trong cái khoảng thời gian đó nói thiệt đi, rồi có trai nào cua con nữa không? Dạ chắc cũng có đó. Cũng có sao được, nhỏ xinh vậy quá xinh lại là nổi tiếng nữa đúng không? Dạ. Mà con có sợ cái điều đó không? Dạ có. Sợ điều đó cho nên là con mới bắt đầu là con tấn công lần lần đó. Rồi sao nè? Rồi bao nhiêu lâu thì tụi con chính thức quay lại với nhau? Dạ thì lúc mà có một lần á là trước khi nói chung là cứ gửi đồ ăn qua cho con vậy, hoặc là đi làm cứ qua nhà con rồi đưa đồ ăn. Cái xong rồi có một hôm tự nhiên xỉn sai gì đó con không biết, tự nhiên cái nhắn anh nhớ em. Rồi sao? Cái con kêu ủa là sao? Tự nhiên cái giờ xỉn sai rồi anh chỉ đến bên vậy những ngày vui anh về nơi đâu vậy á? Dạ. Nơi đâu? Anh chỉ đến bên em lúc sai rồi đó cô, thì con mới ủa là sao tự nhiên sai xỉn, tự nhiên nhắn cho tôi làm gì? Nhưng mà con không trả lời. Dạ con nói vậy luôn, con hỏi lúc thật nhất đó. Dạ thì đó ổng mới nói giống y như chan cô. Rồi lúc tỉnh thì sao? Sáng hôm đó đó. Hình như con nhớ là lúc con nhắn xong cái xíu sau là con thu hồi con mới đúng rồi, tự nhiên thu hồi nhắn tin xong rồi thu hồi cô. Con cũng không biết sao nữa. Sao tâm lý con hỗn độn vậy hả? Tại vì lúc đó là con chưa cái khúc đó là con đã biết là con thích bạn này rồi, nhưng mà con vẫn ngại những cái vấn đề kia nên là nó hơi bị lủng củng. Thôi bây giờ mình đốt giai đoạn đi, hỏi dẫn luôn nè. Đến khi nào hai bạn mới thật sự là yêu nhau và hai bạn thật sự là coi như là lộ luôn cái tình cảm cho tất cả mọi người? Dạ ổng rủ con đi nhậu. Kì thôi anh với em đi nhậu đi. Cái đi ra nhậu cái xỉn cô xỉn quá trời, cái đi chở con về cái tới đầu hẻm cái kêu tới nhà cái kêu ê anh mắc vệ sinh quá, cho anh đi kéo vệ sinh được không? Cái tự nhiên cái con lên con dắt lên phòng, cái con đi vô con đi vệ sinh, cái con ra thấy ổng nằm ngủ luôn. Nằm ngủ trên giường luôn cô, mà cái phòng con có cái sofa. Ủa con ở với ai? Dạ lúc đó là con ở ngoài, con ở nhà riêng. Dạ. Kêu tự nhiên cái con lên nằm trên giường của con luôn. Cái nằm ngủ luôn. Cái xong rồi thì giờ con cũng lên con nằm vậy đó, xong con quay ủa ông này không xỉn thiệt hả ta,
cái hồi đó con thấy quay qua Hùng còn đó, chỉ Hùng thôi giận luôn. Dạ thì con cũng thích mà. Mà con như vậy là con xỉn thiệt hay là con kiếm cớ thôi? Dạ con xỉn thiệt. Xỉn thiệt là thiệt, nhưng mà vẫn còn nhận biết đúng không? Dạ, nhưng mà cái khúc mà con xin lên đi vệ sinh là con xin thiệt. Ừ, cái xong con lên thiệt. Cái bạn dành cho bạn đi trước, cái con đợi bạn lâu, cái con ngủ luôn. Con ngủ luôn. Dạ. Nhưng mà cái lúc mà con hung bạn là lúc con bớt xỉn chưa? Dạ chắc bớt rồi. Bớt rồi đúng không? Nên mình nhận thức được hết. Dạ. Rồi sáng hôm đó là sao? Dạ qua ngày hôm sau cái kiểu như là con cũng bị rối, tại vì trước giờ con chưa có biết kiểu như tỏ tình như thế nào á. Nên chắc là cái con chưa dám nói luôn. Cái xong cái con đang suy nghĩ thì bạn mới nhắn cho con. Bạn nhắn như kiểu như là tại sao hôm qua anh hôn em vậy rồi anh lại im lặng. Nhưng mà thật sự là không phải là con im lặng mà là con chưa biết nói như thế nào. Dạ. Rồi như vậy tụi con yêu nhau trong bao lâu thì mới làm đám cưới? Bữa nãy con nói mà cô quên rồi. Dạ con cưới là tháng 9 năm ngoái thôi. Tháng 9 năm ngoái. Vậy là mới có 3 tháng à. Yêu nhau mới cưới 3 tháng. Nhưng mà yêu nhau được mấy bao lâu? Dạ tụi con quen nhau được 1 năm là tụi con quyết định cưới luôn á. Trong quá trình 1 năm yêu nhau thì có giận hờn chia tay chia chân gì không? Dạ cũng có. Lý do chia tay. Có một lần là kiểu như là cái đợt đó là con đang bị Covid. Và bạn thì bạn bị Covid nên con ở nhà không có gặp nhau được đó, cô chú. Nên là thì con cũng ráng đợi tới ngày thứ 6 rồi. Là còn một ngày nữa là được gặp người yêu mình rồi chú. Đó con đang rất là vui luôn. Cái tự vô tình con lướt Facebook. Cái con thấy một tấm hình tự nhiên cái mũi bạn này nó dài. Nó ngộ quá. Nên mà tại vì trước đó là bạn có nói con là xin con đi kiểu là đi tiêm mũi chỉ gì đó. Nhưng mà là con không có đồng ý thì hai bên đã thống nhất với nhau là không có làm cái đó rồi. Mà bạn canh con bị cách ly các bạn đi bạn tiêm luôn. Giống như có cơ hội. Con tiêm gì? Con tiêm nó giống như filler, nó căng chỉ con. Thì cái đó tiêm mặt chứ đâu phải tiêm mũi. Dạ căng chỉ lên mũi. Là mình không cần phải mổ gì hết, đúc cây chỉ là xong rồi. Làm con tranh thủ là. Dạ. Rồi sao? Lúc đó con bị sốc. Kiểu con thấy tấm hình con bị sốc. Cái con mới nhắn tin cho bạn. Cái con hỏi là kiểu là bữa giờ em có làm cái gì em giấu anh không? Bạn không có nói cô. Cái không con mới gửi tấm hình qua. Là xong dính luôn. Cái bắt đầu mới nói em không có sữa, em chỉ là tim này nọ thôi. Rồi xong cái kiểu lúc đó thì con cũng chia tay. Con đòi chia tay? Dạ. Nhắn tin chia tay hả? Dạ. Hả chị gì? Tại con bị tại con nhìn cái mặt nó không có vô. Nó không có vô cái gì. Dạ. Dạ. Vậy là chia tay trong bao lâu? Dạ chắc chia tay được ngày. Dạ tại vì qua nào làm qua ngày hôm sau là con hết cách ly rồi. Hả? Thì cái thế bạn mới kêu con qua để nói chuyện. Ủa mà chia tay sao còn kêu tao qua nói chuyện? Dạ không, thì chồng con chia tay con nhưng mà con không có cam tâm tự nhiên. Nói cho rõ ràng chứ. Dạ, tự nhiên con làm cái đó thì con đẹp hơn thôi, với lại một phần nó cũng không có phải là quá, lại cô biết cái mũi chỉ á nó đâu có giữ hoài đâu. Nó tầm hở nửa năm năm là hết trơn rồi. Mà tự nhiên cái chia tay vậy là sao con không cam tâm con muốn kêu qua để coi là thật sự ở ngoài nó không có phải cao vuốt lên như vậy. Cái sao qua thấy vợ thì sao? Thấy nhan sắc vợ thì sao? Nó vẫn cao thiệt, con không chấp nhận được. Nhưng mà kiểu như bà cũng nói chuyện thì cũng khóc lóc cái lấy cái con xìu cũng nên thôi luôn. Thôi luôn. Tại bà kêu là thời gian nữa nó tan ra là bình thường. Nhưng mà giờ cô hỏi thiệt con là giờ con nhìn mũi vợ con đẹp không? Dạ cái này nó tan rồi. Nó tan hết rồi đó cô. Thì đó, nhưng mà rõ ràng đẹp thì cái gì mới mà nó cũng phải có phải có thời gian để nó ấy lại chứ đúng không? Dạ. Nhưng mà đẹp mũi con sao? Dạ không, mũi con là như vậy nè. Nhưng mà là con thấy mấy bạn ở trên mạng kiểu mũi chung cái mấy bạn Trung Quốc á, kiểu cái mũi cao lên mà nó bay vậy nè. Mà ba mẹ con thì là cấm không có cho con được đụng tới cái gì cái mặt hết. Mà thì con kiểu con lì á, con lén thì con chỉ muốn làm cho nó cao hơn một xíu vậy nè cô. Chẳng những ba mẹ cấm, bạn trai cũng cấm mà vẫn đi làm. Dạ thì cho nên nó đòi chia tay là đúng. Tại vợ con bị một cái là không phải là vợ con làm gì vợ con xấu, mà là vợ con nhìn người ta nên là vợ con muốn làm theo vậy đó chứ không có cần cái đó cô. Nhưng mà cũng nhờ khóc cho nên là thôi cho cơ hội lại đúng không? Không, nhưng mà rõ ràng là đẹp mà, em nhìn đi đẹp rõ ràng luôn. Không, giờ tan rồi mới đẹp đó. Cái mũi rất là đẹp mà tự nhiên nữa. Kiểu chồng con không có thích đụng chạm gì lên mặt. Hôm bữa có một lần con có một cái chớp đi quảng cáo cho cái chỗ phẫu thuật thẩm mỹ là tiêm filler miệng. Cái lúc đầu con nói chồng con là em mới được bút định hình môi. Con đâu dám nói tiêm đâu, định hình môi thôi. Cái vừa tới cái ổng thấy bác sĩ cầm cái tiêm lên, cái ổng quay qua ổng hỏi bác sĩ là ủa rồi tiêm cái này tiêm tan liền được không bác sĩ? Quay ra hỏi bác sĩ vậy luôn, cái bác sĩ kêu em yên tâm đi, tim cái này không có khác lắm đâu nha, thì mới chịu chứ đòi là con là quảng cáo xong là tim tan liền cái miệng con luôn. Tức là thích vợ dễ đẹp tự dạ, nhiên con thích cái bình thường tự nhiên đẹp quá trời quá đất luôn mà đúng không? Nhưng mà sau đó là bắt đầu là bao lâu thì là cầu hôn với cô ấy? Dạ. À bây giờ thôi chú hỏi nè, có lãng mạn không, có tỏ tình, có làm
một điều bất ngờ trong cái ngày mà cầu hôn? Dạ, chồng con thì không có gì lãng mạn hết. Nhưng mà tại vì con nói với chồng con là thôi bây giờ em thích anh làm cái gì thì anh làm cái đó nha. Lỡ ví dụ con muốn là sinh nhật con anh làm gì vậy nè, là anh sẽ làm theo, thì thôi con thấy vậy thôi cũng được. Thì cái hôm mà hỏi cưới con thì sao? Có lặng lặng dạ, không? Cái lúc đó là Tết cô, hai đứa gọi điện. Cái tự nhiên cũng tâm sự rồi nói chuyện tới 1-2 giờ sáng á. Cái kêu, thôi anh thấy anh với em vậy cũng được rồi đó, thôi mình cưới đi. Nói qua điện thoại hả? Dạ, tới giờ cũng rồi. Dạ. Lãng mạn quá ha. Kiểu là cái chuyện cưới hỏi của tụi ông bạn nó lẹ lắm cô. Kiểu là hỏi hai đứa hỏi ý nhau, cái xong hai đứa ok. Ok, cái qua bữa sau con kêu ba mẹ con qua để bỏ rượu luôn. Ừ. Mà cái lúc bỏ rượu rồi xong hết rồi cô, cái tới gần ngày đám hỏi rồi, cái tự nhiên cái chị mới hỏi con là ủa anh vậy là mình cưới thiệt hả anh? Cái con tưởng ủa gì vậy em? Sao vậy? Lỡm vô tư. Dạ. Mà mới tháng 9 đây là mới có mấy tháng nữa. Dạ, mới 3 tháng. Dạ. 12. Dạ, mới có 3 tháng. Dạ, 3 tháng. Con đám hỏi là hồi lúc tháng... Tháng 5. Tháng 5. Ừ. Thì 4 tháng sau là đám cưới đó. Dạ. Đó. Trời, con hỏi ổng nữa, ủa anh vậy làm cưới thiệt hả? Dạ. Tại con không nghĩ là lẹ vậy, con nghĩ là ví dụ qua hỏi thì cũng phải năm nữa hay gì mới thiệt sự là cưới. Nhưng mà con không nghĩ là nhà của chồng con là làm nhanh làm liền vậy luôn. Là mới hôm nay cái qua hôm sau là có giấy tờ, có ngày định hết trơn rồi. Còn bên gia đình con thì sao? Dạ thì con khoái ảnh không? Dạ thì ba mẹ con gặp thì khoái lắm. Tại vì kêu mặt chồng con phúc hậu. Rồi kêu là nhìn tao nhìn á, tao thấy là nó thương mẹ, nó thương mày lắm. Nó thương mày lắm đó. Tướng này tướng giàu nữa con ơi, nó giàu lắm. Lỗ mũi của nó kìa. Trời ơi, cô nó giàu lắm, lỗ tai lỗ mũi gì đều hiển thị lên cái sự giàu có. Cái là chị nhìn cái trán trán nó kìa. Thôi, con gặp đúng cái tùng cái bách rồi đó. Con mãn nguyện rồi. Rồi bây giờ nè, tới cái phần kia đi chị ơi. Ừ. Đám cưới xong vui không? Dạ dạ vui. Vui đúng không? Dạ, hai vui. Đứa mới có 3 tháng thôi. Dạ. Vậy là vẫn còn giếm được cái tật xấu của mình không, hay là cũng lòi hết? Cũng đã hơi dạ, hơi lòi hết. Lòi hết luôn. Bây giờ đứa nào kể? Giờ dạ, ai kể trước đây? Kể trước. Chồng của con là con nhìn rất là điềm đạm với lại hiền đúng không? Nhưng mà lúc mà cưới về xong rồi con mới phát hiện lòi ra cái thói sân si. Tự nhiên sân si hả? Dạ. Tự nhiên cái tụi con đang chạy xe ngoài đường vậy nè. Cái tự nhiên có một cái bạn kia thì mang một cái ba lô, thì bạn có in hình người yêu của bạn lên cái ba lô đó. Cái tự nhiên chồng con quay qua kêu ê em kiểu thương nhau quá trời em ha. Cái tự nhiên cứ nói câu áo con vậy em, người ta kìa trời thương nhau quá trời em, ý là nó là thương quá ha, để hình lên mà cái kiểu để hình dạ đúng rồi, cái mặt sân si mà ra vẻ đó, cái mặt rất là sân si dạ đúng không? Đúng rồi, con biết sao chồng con lúc mà cưới xong mới lòi ra cái đó nữa. Ừ, nghĩa là bạn rất bên ổng rất sân si. Dạ. Rồi tiếp tục. Sao ta? Con thấy chồng con có lượm thượm không? Dạ có. Là lượm thượm lắm, là chắc là quen con xong rồi con mua đồ cho mặc là rồi con chỉ là mới làm. Còn chồng con là không có biết ăn mặc rồi mập gì đó mà cũng hay bận mấy cái đồ body rồi lòi mấy bụng. Dạ đúng rồi, hay thích như vậy đó, con biết xì tay gì nữa. Không có mặc body đâu. Cho nên là lúc mà cưới xong là con bắt là phải gọn gàng tươm tất lên, rồi lỡ dù mình đi ra đường hay gì đó thì đó thì chắc vậy thôi quá. Chắc tật xấu quá vậy thôi. Có vậy thôi hả? Chắc chồng con kể thì hồi con nhớ ra rồi con mới... Nói nghe nè. Ví dụ con á, bây giờ vẫn là một hot TikToker, một người nổi tiếng trên mạng, đúng không? Vậy thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều fan hâm mộ, trong đó là fan nam chắc chắn là nhiều hơn. Dạ. Không có ghen không? Dạ hình như là không, tại mấy fan nam mấy con không có thấy comment. Đây thường cái nào con thấy của mình là con trả lời thay vợ con hết rồi. À, vậy là có đó, không có ghen đó chị. Đọc tên của mình trả lời giùm thôi chứ không có ghen. Mà thường con trả lời sao? Chắc cọc lóc lắm đúng không? Là xóa luôn á. Sân si, trả lời một cách sân si cô chú. Hôm bữa có ai nói gì đụng chạm với là chị vô trả lời một cách rất là sân si, một cách rất là khó chịu người ta. Mà con thôi kệ anh muốn trả lời vậy. Như là fan nam đi. Trời ơi chị ơi, hoặc là bé ơi bé đẹp quá. Thì ổng vô ổng sẽ comment lại thay mặt chồng em cảm ơn anh. Dạ bình thường là trả lời cũng nhẹ rồi, ví dụ tụi con đi ở ngoài á cô thì cô cũng biết là trong mình đi làm thì nam nữ thì gặp nhau thì cũng không có phải là giữ khoảng cách lắm giống như những người ở ngoài thì cũng kiểu thân vậy, mà ví dụ chồng con mà thấy chồng con bắt đầu lại ôm rồi bắt đầu hung con là con biết rồi, là con biết là chắc ổng dòm thấy một cái gì đó rồi cho nên ổng lại ông sát chứng tỏ dạ đúng rồi, người biết là qua đã có chủ rồi nếu biết vậy là già rồi. Giờ mong muốn ông xã mình thay đổi điều gì nè? Dạ chắc con bây giờ thì con chỉ mong là sau này con có em bé hay là cái gì đó thì ông xã cứ như bây giờ là được, tại vì con thấy là bây giờ là chồng con đã làm tất cả mọi thứ theo ý con, giống như là con không thích chồng con làm gì là con nói là con thấy cái sự thay đổi luôn chứ không phải là rồi thôi. Ở chồng con là con thấy có một cái sự thay đổi rất là rõ rệt luôn, là con muốn cái gì là
là rất là chiều. Cho nên con thấy là thôi có con thì cứ giữ vậy thôi là thấy được rồi. Viên mãn hạnh phúc. Dạ đúng rồi. Bây giờ là con đủ rồi ha. Dạ. Lắng nghe vợ và thay đổi. Dạ. Đúng không? Và thay đổi tốt. Dạ. À, bây giờ tới con đó. Dạ còn về vợ con thì từ lúc cưới giờ thì nhiều lắm chú. Kiểu là vợ con có nhiều cái bệnh bà ngộ lắm. Mà trước giờ con không có thấy, kiểu như là vợ con bị một cái là hay quên. Nhưng mà là như là mình nhớ đúng vậy đó. Là con ví dụ một chuyện đơn giản đó là ví dụ vợ con kêu con lấy cái này đi. Mà con vừa lấy cái này con để ở đây xong, cái bà đi đâu một vòng con quay lại, ủa sao anh lại lấy cái đó để ở đây. Cái con kêu em mới kêu anh làm như vậy luôn. Mà không có, em đâu kêu anh làm vậy, nào giờ em đâu kêu vậy bây giờ. Là kiểu vậy luôn đúng không? Hay quên. Mà luôn tỏ ra là nhớ đúng. Dạ. Tưởng như là bệnh nặng. Hay quên. Nhưng tưởng như mình là người nhớ đúng. Luôn nhớ. Ừ, hoặc là nhớ đúng. Chết cha. Này hơi bị khó rồi con, nó lại là một lần nó trong nhà là bệnh lý rồi. Bệnh lý rồi. Có nhiều cái mà nhiều khi con muốn đặt camera trong nhà luôn không? Là kiểu như là để cái đó mà mình quay, tại không quay lại nói không có được. Con nên đặt camera ở phòng bếp là một nè. Phòng khách là hai nè, đó là sẽ lòi ra cái mà cái gì người cần quên phải nhớ, người cần nhớ mới quên. Mà con phải ghi âm nữa nghe, nghĩa là phải có cái micro nữa. Đó, để mình mở lại là mình thấy hết trơn á. Dạ. Rồi sao nữa nè, sao nữa nè. Với có một cái là tính vợ con là hay bị cọc. Mà cọc nhiều cái kiểu là kỳ theo cảm tính đúng không? Mà mỗi lần cọc lên á thì vợ sẽ kiểu là ăn nói nó hơi bị cọc lóc xíu. Kiểu như là giống như một sự việc như vậy là bữa sáng đó con dậy sớm đi. Cái con mới đi ăn sáng. Ăn sáng con mới mua đồ ăn sáng cho vợ con. Đó là con biết bà thích ăn bánh canh. Thì con chỉ biết mua bánh canh thôi. Thì bà này mua sai ý bà là bà sẽ nói mình là con biết vậy, con trừ hai con mua bánh canh luôn. Cái xong cái con về, cái con phơi đồ luôn. Cái xong con mới lát nữa bà dậy. Cái con mới bảo em xuống đi ăn bánh canh đi, anh mua bánh canh cho em kìa. Cái bà kêu là ủa em mới ăn bánh canh rồi giờ anh mua bánh canh gì nữa. Sao anh kỳ quá vậy trời, có dậy cũng biết nữa. Mà trong khi đó là sáng là mình đã dậy sớm, mình để cho bà ngủ rồi, mình làm hết tất cả mọi thứ luôn. Đó, cái xong cái vậy là cọc lên như vậy đó. Mà con không nhớ hôm qua nó mới ăn bánh canh hả? Dạ không. Tại vì là hôm qua là mẹ chồng mua cho con ăn. Dạ, đúng rồi, không nhớ. Vậy là mẹ không nhớ rồi, đúng rồi. Thì con đâu, thì con đâu có, thì con đang ngủ tự nhiên cái em dạy ăn bánh canh đi, cái con đang ngủ nữa. Cái gì? Bánh canh hôm qua người ta mới ăn rồi mà hôm nay còn bắt ăn bánh canh nữa, sao người ta chịu nổi. Đó là con cọc luôn. Mà hai chồng là đang ở chung với ba mẹ chồng. Dạ. Rồi con có sợ làm dâu không? Dạ đó là cái là con sợ á. Tại vì thật sự là ở nhà con ba mẹ cũng cưng chiều con á, là lúc mà con ra ở riêng á thì cũng có người, con cũng có muốn cái cô á cổ giúp việc cho con á. Rồi hoặc là con chỉ biết làm những việc cơ bản thôi, con không có khéo, con cũng không giỏi gì hết. Thì con sợ, với lại là bên đây là ở với ba mẹ chồng, ở với ông bà nội luôn. Dạ là nhiều thế hệ ở trong một cái căn nhà. Ba thế hệ đó. Dạ con sợ lắm. Nhưng mà lúc mà con qua thì con thấy là mọi người dễ dễ ẹt à. Lúc con bây giờ con về luôn là tới giờ luôn là mẹ chồng dở nấu cơm thì con dậy con ăn thôi, nhiệm vụ của con đó, là sáng mẹ chồng mua cho bánh canh là biết hả. Thì con dậy con rửa chén rồi, nói chung là bà ông bà nội cũng rất là dễ luôn. Dạ cho nên là con mới đỡ áp lực, chứ lúc đầu về là con sợ lắm, con còn cắm nồi cơm bị sóng cơm nữa. Dạ cái con... gì nồi cơm điện mà con cắm sống được là con hay lắm á. Dạ chứ còn nồi cơm điện á mà ít khi nào nấu sống được lắm em. Chắc quên bấm đó chị. Con không biết sao nữa, ý là bình thường con vẫn nấu cơm được, mà hôm đó là chắc giờ mẹ chồng con mới biết á là tụi con đi chơi tới sáng mới về, hai vợ chồng đi chơi tới sáng mới về. Cái xong rồi con mới thôi mình đi chơi tới sáng vậy rồi thấy tội lỗi quá, thôi để vợ vô vợ rửa chén cái rồi vợ cắm cơm. Cái con cắm cơm xong lên ngủ tới trưa. Cái lúc con đi xuống là mẹ chồng con tưởng là con mới đi làm về, mẹ chồng con mới lại đó. Còn con hôm mấy mốt con bận á thì con có để đi mẹ nấu cho, chứ con cắm rồi cơm sống vậy là tới 2-3 giờ 3 mới có ăn cơm ăn. Vậy có nghĩa là quên bấm ha. Cắm dạ. Có thể là cái nồi cơm đó nó nhiều chức năng á, đụng nút á nên là nó sống. Rồi bây giờ mong muốn ông xã mình thay đổi điều gì? À, mẹ con á, mong muốn vợ thay đổi điều gì? Con thì con chỉ mong vợ con là lúc nóng giận thì vợ con nên kiểu như là kiềm chế cái lời nói mình lại. Kiềm chế lại. Đừng có nói những cái gì kiểu là nặng nề quá thì làm nhau bị buồn hơn. Không bị tổn thương đúng không? Bị tổn thương. Thực ra cô thấy vậy nè. Bây giờ hiện giờ tụi con đang thực sự nha, không phải con đâu, mà bất cứ ai cũng vậy, nếu mà sống trong một gia đình ba thế hệ là sẽ phải khéo lắm á. Dạ. Phải khéo léo lắm á, chứ không có, mình không có sống theo kiểu mà bản năng của mình được đâu. Dạ. Phải nhìn trước, nhìn sau, nhìn qua, nhìn lại, nhìn trên, nhìn dưới. Chứ mình không có sống như là chỉ có hai đứa được. Dạ. Đúng không? Dạ. Thành ra là tạm thời á thì là những cái gì mà hai vợ chồng mà đó như là con có nóng nảy hay là này kia nọ đó
thì ở trong phòng, hai vợ chồng riêng ở trong phòng thôi. Và có giận nhau mấy đi chăng nữa cũng phải là điều chỉnh volume vừa đủ nghe cho hai vợ chồng thôi. Tại vì sao biết không? Thường tâm lý của những ông bố bà mẹ là nếu hai đứa tụi con mà hạnh phúc là ông bố mẹ vui lắm. Vui và hạnh phúc lắm luôn. Rồi cái hạnh phúc của bố mẹ sẽ lan tỏa đến ông bà nội luôn. Đúng không? Nhưng mà tụi con mà gây lộn nhau nhiều là bố mẹ buồn rồi sợ hãi á. Thì sợ hãi cái chuyện hạnh phúc của tụi con đó. Thành ra là phải khéo cái chuyện đó, nghe không? Rồi còn nữa, mặc dù bây giờ là mẹ nấu cơm cho con nhưng mà mình cũng phải từ từ mình học. Bắt buộc phải từ từ học, tại sau này mình còn phải lo cho con mình nữa, đúng không? Thì mình cố gắng trong thời gian mình còn chưa có em bé đó thì mình học đi, học trên mạng cũng được, học mẹ cũng được. Những cái lúc mà mẹ nấu á, mình vừa học có lợi cho riêng bản thân mình mà mình lại vừa một công đôi chuyện lấy điểm với mẹ nữa. Đúng không? Làm chung với mẹ là mẹ sung sướng, mẹ hạnh phúc. Dạ đúng rồi, bình thường con mà xuống phụ mẹ á, cái mẹ kêu là con phụ mẹ không được, không phải con ngồi con nói chuyện với mẹ không vậy á, mẹ cũng chịu nữa. Mẹ có nói vậy á. Vui lắm á. Con cứ lụm rau lụm dưa này cái nọ rồi xong nghĩ coi mẹ nấu cái định lượng của mẹ như thế nào này cái nọ, mình học được cho riêng bản thân mình. Nấu một bữa ăn bất ngờ tặng mẹ. Đúng rồi, còn bây giờ hai đứa cứ chơi thoải mái đi. Còn trẻ quá. Đúng rồi. Mới lấy nhau được có 3 tháng. Chơi đi. Rồi tận hưởng cuộc sống này nghe. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng ha.